cửa và lấy cổng đấy là cổng các phí bát mạch bay đến rồi đấy, đây là vượng hướng. Thế là anh biến, đúng rồi, anh biến cái đường đấy thành nơi sinh vượng của nhà mình bằng cách lùi một bên đấy vào, gọi là cửa lành đấy, phong thủy gọi là cửa lành nhá. Mấy xe đấy vào nữa đấy. Chuyển hướng đi đồng ngoài, chuyển hướng không đủ được. Ok. Này nhá. À, ngủ này tư vấn luôn đấy, phải làm ngủ ấy. Mình tư vấn luôn nhá. Bắt đầu thì cái vị trí hoặc cái giường ngủ nào đây nhá. Bắt đầu đây. Bắt đầu đây này. Bắt đầu cái bàn tâm điểm thì đặt trong tư này nhá. Và cái tủ đồ trong cái này. Tủ quần áo này. Giường để dưa. Giường ngủ này. Và tâm điểm này. Giường để dưa thì đúng rồi nhá. Vâng. Đấy, sau này cái này là cực cũng tốt rồi thì sao, anh nào anh chỉ cần đi nhẹ dây cái này, ông ngủ đầu ông cây đó nó nhìn thấy cước rồi, vẫn nào vẫn đừng bất an rồi nhá. Này là bình giường ở giữa, đúng rồi đấy, thì nó thuận tiện mọi cái tủ quần áo đây, đúng rồi kia. Mình sẽ không đi qua bằng trang điểm, mình sẽ không bị thấy được bóng hình mình ở đấy, rồi cuối cùng bên kia nhá. Đấy, ok, phòng này như thế, phòng bên này thế nào, đây là phòng ngủ đúng không, vậy chỉ là phòng ngủ thôi, chắc thế thôi, nó sau này sẽ như thế này sao rồi. Ok, nếu sau này bố trí như thế không vấn đề gì nhé. Quan trọng nhất là cái phòng này, sau này sinh hoạt ở đây này. Đây này cho bọn thằng cậu ấy là đấy. Một có thể hai phòng này sẽ một phòng để chứa đồ ở dưới. Nhưng mà nó ở sẽ tốt hơn. Thì ở cũng trong phủ. Đây là bàn đầu tiên. Sau này em cũng để. Được, bàn đầu tiên để được em ạ. Chúng ta ở bàn đầu tiên. Bàn đầu tiên đấy. Được, em người ta ăn hoài em cũng bỏ cái hương nguyên này. Em bảo thêm hương nguyên này. Không hiểu gì cả. Em người ta đã làm rồi. Đây cái bàn thờ này này. Bàn thờ này nếu tính tính ra đây như thế này là người ta cũng làm rèm nó thứ rồi đấy. Không được cái này phải chưa, cái rèm ở phía này thì luôn vuông cái vuông xuống đấy để bàn thờ, còn cái cách sắp xếp bàn thờ thì như anh nói là kia thôi, không có gì cả, như thế này được rồi. Nên đây cô thờ thêm phạt cái này đúng không, thờ cô đi là cô chuyển đi hay là chắc chắn là người ta chuyển đi mà thờ phải người ta chuyển đi, à người ta chuyển đi bằng chuyển đi bát hương ra tiên, bát hương mà cô vay người ta chuyển đi, người ta chỉ để lại bát hương thần linh thôi. Đấy là thần linh thì mình muốn làm mới ấy, thì mình yêu cầu người ta chuyển luôn, bỏ luôn. Người ta sẽ khấn, người ta sẽ bỏ đi đến bước mới. Đây là thần tài. Họ là thần tài này. Thần tài thì nếu cô ấy để thì mình chuyển dưới. Thì mình chuyển, mình làm cũng thế nào được. Thế nó sẽ tính sau. Thì là thường mình để tổ. Sau mình sẽ thay đổi thôi. Sẽ thay đổi nếu mình. Thần tài cô để trên nhỉ? Nếu mình dùng lại các ngày ấy thì mình dùng, còn nếu không dùng thì mình xả và mình sẽ được bắt khác, mình bốc mẫu mới. Mình sẽ mời các ngài đi nhà điều mới, sau đó mình lại bốc mẫu mới, bốc mời các ngài mới về thì mới về để có thể được nhá, không sao. Như vậy trong cái nếu mà cô chuyển đi ấy thì trong trường hợp này sẽ có tình huống xảy ra này, một chắc chắn là phật chuyển được, bởi vì bàn thờ phật là đương nhiên rồi. Hai là pháp hương gia thiên. Ba là ơn bảo tôn mãnh. 4. Nó thật thật tài. Nó thật thật tài là người ta nên chuyển đi để của người ta mà. Khả năng cao chuyển đi. Ở đây người ta sẽ để là con thương gì? Thương thần linh. Vậy thì mình muốn thay đổi thương thần linh thì yêu cầu luôn với cô ấy là cô nhờ cô giải sáng luôn. Và cháu sẽ có hôn mới. Vậy thì cô ấy giải sáng luôn cho mình. Đấy, còn trường hợp mà cô có giải sáng mình vẫn để thờ cũng không sao nhá. Không được gì cả. Mà mình muốn giải sáng và quốc hương mới mình cũng giải sáng được. Nhưng mà tốt nhất là người ta đã bốc để tự người ta giải sáng là hơn đúng không? Nào ok, còn hướng này được rồi nhá. Sau này các em sẽ không vào phần đó đâu, thiếu phần đi thôi. Bởi vì ở kia phải đổ. Chắc chắn chú chuyển đi mà, không để đây đâu. Anh chỉ bảo em rằng là họ sẽ để lại một lưng thần linh thôi, hoặc là họ sẽ giải nhá thôi. Trong trường hợp đấy. Đấy, trong trường hợp cô này tính cách cô này anh bảo là 99% là cô sẽ chuyển hết, cô sẽ giải tháo được hết phần đi hết để tính hết của cô này, để mình kể cả con thờ sau này mình không dùng gì hết đấy.
Thế phía sau này có ảnh hưởng gì không? Phía sau này không có gì hết. Nhà mình ấy là có một cái điều này. Là có một cái điều này, sang vận 9 này ấy, nó lại cục xong kinh giáo toàn. Cái nhà này nó phát từ năm bà xây dựng cho đến tháng năm sau. Nhưng mà đã rất là luôn. Nhưng mà quan hệ nó chính là bình thường. Và từ ngày đến bây giờ nó rất bình thường. Nó rất bình thường thôi. Vậy thì muốn giàu có ấy, thì em làm cho em tiểu bằng 5 bộ đây. Và em thay mái tôn ra. Anh tư vấn luôn. Tư vấn thì em. Cái trên là tôi này. Đặt lên làm lại. Là tôi là đổi vận cho nhà này. Đổi lại vận cho nhà này. Em đặt lên em thay lại. Là đổi vận cho nhà này. Và làm cho anh tiểu cảnh 5 bộ đây. Sao nhà? Đá hoa đức đấy. Là ok. Đấy. Nếu mà để lên thế thì anh đưa cái kép này lên chơi. Đâu được lên chơi luôn cho anh. Thì là máy giặt nó sẽ để được ở đây. Máy giặt. Còn và cái khu này để đây là không giặt. Đúng rồi, và cái khu này mình sẽ làm lại toàn bộ luôn. Để giặt đây. Và nhân tiện như thế là khu này để cho anh một tiểu cảnh 5 bộ. Nhá. Để cảnh 5 bộ em có một cái đế cao cao này, sân cao ngày xong mình đặt có tiểu cảnh 5 bộ đấy cho anh. Máy đấy. Đấy ok. Thay rằng cái máy này cũng có một tí mà. Đúng rồi, đặt lên sang làm lại. Nhân tiện thế mình chuyển luôn cả tép như thế này này. Tép nước mình đưa lên. Đấy, là đẹp. Còn nước ở tầng này. Không có để như này, tầng này không dùng được nước máy giặt. Cái này đấy là hiện nay là nhà này là xây vận 7, tức là vận trước của vận 8 này. Thì vận 8 từ 2004 sang vận 8 mà. Thì nhà cô xây năm 95. Cho nên cái đợt đấy là cái đợt đấy là cục của nhà cô là song tinh đa hướng. Thì đương nhiên là cái này rất là sát luôn. Không biết từ khi sang năm đấy. Nhà thờ họ. Đây là nhà thờ họ của nhà người ta. Nhà thờ thì nhà nước nhà thờ phạm một chút thì làm thế này em này. Nhà thờ họ đấy. Trong này có cái máy này là máy của họ xây nó lên nhỉ, phải của mình nhỉ, nhà mình hết tường rồi đúng rồi. Đây em phải làm ngay một cái việc này. Đối với nhà mình ấy, bắt buộc phải có một vật phẩm hóa giải. Cái đao đình giao thờ này nhá. Tất cả đó là một vật phẩm là anh gửi cho. Anh sẽ gửi hình cho em xem. Gắn ở đây cho anh. Gắn đây cho anh. Gắn chỗ này cho anh. Nhá. Gắn đây. Bằng đá thì anh. Đá cái này cũng là do một phần do vận này. Khi mà cô làm nhà xong thì nhà xong nó chưa xây. Đúng rồi, chỉ cần mất tốt. Và khi xây rồi thì nó sẵn lên tí nữa. Nó sẵn tốt, như giảm dần. Và thôi vận này hơi xuống. Và chính cô này cô ấy cảm thấy là nó là số không tốt và là cô ấy định bán. Điều này người ta đã xem rồi đấy. Người ta cũng đã nghiên cứu rồi đấy. Nhưng bây giờ người ta cũng biết cách hóa giải thôi. Chẳng qua người ta chỉ biết cách dẫn thay đổi thôi. Và đây là cách anh làm cho em thay đổi. Đó là gì? Đó là thay mái. Tổng cận nhà này. Thay mái cũng như là thay nhà mới đấy. Đấy, là chuẩn cận. Chuẩn cận 8. Như vậy là và đây anh sẽ nói từ đầu tới cuối. Mình không muốn nói là tầng dưới có các cô ở đấy cũng nói này. Anh sẽ nói một mạch từ đầu cuối này. À, Láng ơi. Dạ. Và đây anh sẽ nói lại cái chỗ đoạn cuối là đầu tiên anh đo anh bảo em này. Thứ nhất ấy, cái trục trục chính của nhà này nhá. Thứ nhất nhà này cũng bắc chính bắc luôn, không độ. Cái cổng ấy, nếu mà em làm hết mét nhà này với nhà kia, cho chéo đấy, chéo hình nhà này. Thì nó là gì? Thì nó là có trục mà không vong. Cho nên anh đã lùi những điểm chấm ở đấy nên em đấy. Sau này em vợ chồng em bảo làm cái vị trí đấy thì chỉ làm bên này, làm bên này, còn nếu lùi cạch cùng lúc nhá, hiểu chưa? Tính tiến cùng lúc nhá. Em hiểu ý. Thì cái điểm đấy sao rồi? Đấy là điểm đấy là chính hướng của anh lấy cái cửa và lấy cổng đấy là cái cổng cắt tí bắt mạch này đến thôi đấy, là vợ hướng. Thế là anh biến, đúng rồi, anh biến cái đường đấy thành nơi sinh vợ của nhà mình bằng cách lùi một bên đấy vào, hoặc là làm cửa lạch đấy, không chỉ gọi là cửa lạch nhá. Cửa lạch cái kiểu này cái lạch đúng bằng 2m thì là xấu, nhưng mà anh lùi bên vào. Đúng rồi, không bằng. Ý là mình có thể lùi vào như thế này. Lùi một bên thôi, lùi bao nhiêu anh lùi chỉ rồi. Anh giấu rồi, anh chỉ cho phép đường đấy thôi. Đó, thì đưa vào một bước. Nếu mà muốn vào xong nữa thì tiến tiến. Ờ, nếu mà nữa bạn cùng tiến nhá, hiểu chưa? Đây là sau này. Ờ, thứ hai là khi bước vào nhà và một không gian đấy thoải mái như bình thường. Tuy nhà nhỏ chật nhưng mà nhiều rất là rộng. Tiếp theo thứ sau ấy thì có một cái này. Nó là gì? Đó là cái cầu thang và cái bếp. Cái bếp, cái nhà vệ sinh nhờ không thang. Và cái bếp thì nó rất đẹp, nguyên.
không sao, ok. Như vậy là cho cái nhà này tiếp cuối cùng là gì? Thay mà chuyển nước lên trên làm tủ cạnh là chỗ vị trí của chị. Ừ. Đúng rồi, em cho chôn xốp lên hoặc là chôn lạnh lên. Chôn lạnh lên có biết bao nhiêu không? Cái mái này nó nhỏ. Đúng rồi. Mái này nó nhỏ.